tiên là lạc hành lý, kể cả là vé mình đã ghi là hành lý của mình đến trạm cuối cùng ấy. Nhưng mà khi mà trước khi check in ở cái trạm 22 ấy, là mình luôn mình ra mình hỏi kiểm tra lại hộ ta là hành lý nên đã lên máy bay chưa. Ai cũng hỏi là mình chết. Tại vì đấy có một lần không hỏi lạc luôn. Có lạc cái gì nữa nhỉ? Ngoài hành lý còn lạc gì nữa? Là người, em bị lạc. À là người à. Ôi trời ơi. Chả hiểu run rủi thế nào, ba con người đi lên trước thì một cái cửa nó sập lại, để lại ba đứa con với còn khoảng 6 cái vali cho ba người còn lại. Mình nghĩ là hy vọng là chúng nó thông minh như mình ấy, là đến cái ga tiếp xe chúng nó xuống. Mình thì đi xuống và chúng nó đi luôn. Các bạn thân mến, chúng ta đang đến với chương trình Chỉ đi là giỏi. Xin giới thiệu hai người bên cạnh của Thúy Minh là Quang Đạt. Và Mai Ca. Không cần phải tự giới thiệu nữa. Chúng ta sẽ quay trở lại với cái chủ đề của tuần này là chủ đề những tai nạn khi du lịch. Nói nhịu nhịu đi tí bởi vì là có ba cái chủ đề chính đều là bắt đầu chữ L. Chủ đề đầu tiên là Quang Đạt với tư cách là một người phi công, những người không bao giờ được lỡ nhưng mà nói rất nhiều về chuyện lỡ, lỡ tàu, lỡ xe, lỡ các sân bay, máy bay. Mai Ca thì đã vừa lạc chồng, lạc con, lạc đường thì có Thùy Minh. Chữ lạc và cái thứ chữ L thứ ba trong những cái tai nạn khi mà đi du lịch ấy, thì là cái chuyện bị lừa. Đấy, chữ L này rất là kinh. Cái lừa đầu tiên khi đi du lịch là chuyện bị lừa khi mà đổi ngoại tệ. Sân bay thì mình nghĩ là có thể tin tưởng được hơn một chút. Nhưng mà những cái ga tàu thì mọi người nói là tuyệt đối không bao giờ được đổi tiền ở những cái ga tàu. Tuy nhiên nó sẽ có những cái chuyện hy hữu. Bởi vì như này này, mình cứ nghĩ là khi mình đến châu Âu á thì là mình dùng một cái đồng euro là xong, và lúc nào mình cầm euro mình không bao giờ phải đổi hết. Nhưng khi mình đến những cái thành phố như kiểu Budapest á, thì họ dùng cái đồng tiền riêng, hay là sang Thụy Sĩ họ dùng cái đồng tiền riêng. Nếu mà họ thoải mái thì họ chấp nhận euro, nhưng mà nếu không họ sẽ đòi cái đồng tiền của họ. Và nhá, khi mà người ta đã muốn lừa mình gọi là scam á, có cái series nổi tiếng tên là Scam City, là có những cái thành phố mà nó chuyên lừa bạn và không có cách nào mà bạn thoát khỏi những cái cú lừa đấy. Nói ra tàu thôi, sân bay đổi cũng lỗ một xứ. Mấy sân bay ở Pháp hay thứ ở Paris ấy, khi mà chị đổi đi, chị thì tiền trả lại ấy, nó không bao giờ cho chị tiền, nó luôn cho chị một cái ngoại tệ mà nó rất là rẻ để bọn nó, mà mặc dù chị đòi nhá, ví dụ chị đòi yêu nó không được cho. Và em thấy cái này ở Travel World thôi, mà tức là bản thân cái việc đấy mà mình nhìn thấy là họ có một đống tiền mà họ không đưa cho mình. Một ngày có thể là nhỏ thôi từng người, ví dụ như mình là nhỏ thôi, nhưng mà cả sân bay là bao nhiêu tiền. Ôi trời, nhưng mà vẫn có thể tránh được, đúng không? Chuyện nhưng mà đấy chỉ là chênh lệch về tỷ giá thôi. Đúng. Nhưng cũng nhiều chứ. Còn em đi Indo là em bị nó lừa cao siêu luôn. Mà cái mẹo nó rất là hay nhá. Đầu tiên nó, ví dụ như là mình đổi 100 đô thì ví dụ thôi là 50 đồng của họ đi. Đầu tiên họ đưa cho mình đếm lại thấy thiếu, chỉ là 45 thôi chẳng hạn. Sau họ bảo là sao mà thiếu được đưa đây. Thì họ đếm là họ kêu bảo ok đúng 45, họ đặt cọc tiền xuống, họ lấy một cọc tiền khác, họ nói ok đây thêm 5 tờ, họ cầm cọc tiền lên của mình đưa lại cho mình. Thế nhưng mà thực ra cái cọc tiền họ cầm lên ấy không còn là cái cọc ban đầu của mình nữa. Và khi đấy mình thấy họ đưa thêm 5 tờ thì là đủ rồi, mình nghĩ là 50 rồi chẳng hạn, mình đi. Nhưng mà thực ra lúc đấy nó chỉ còn 43, 42 gì đấy thôi chẳng hạn. Thế chỗ nào ạ? Bali. Ở Bali à? Mình đã bị như thế. Sau này khi đi du lịch thì mình đưa vào cái danh sách mà phải làm trước khi đi của mình luôn. Đấy là mình đổi tiền Việt Nam, mình mang một ít tiền đi. Kể cả đất nước nào cũng thế, mình mang dắt túi một ít để mình không bị cái tình trạng như là mình buộc phải đổi. Đó. Thế mình trông thế không bao giờ đi mua đồ du lịch hay là những cái đồ thì có bị lừa không? Em thì cũng không mua, nhưng mà cái vấn đề mà đặc biệt là cái việc đầu tiên mọi người nhắc khi mà đến Paris, Rome hay là Barcelona đấy là phải rất cẩn thận với những thằng bán đồ lưu niệm. Thì mình đương nhiên mình chẳng có nhu cầu mình mua cả. Nhưng mà cái trò của bọn nó là ví dụ đến Montmartre, Paris chẳng hạn, nó sẽ đưa chị cái gì đấy, chị cầm thôi. Mà chị cầm một cái là nó nhất quyết nó không lấy lại, có nghĩa là chạm vào là nghiễm là đã ở you break it you buy it. Đúng thực rồi. Ra cái đấy nó đánh vào cái tâm lý châu Á đấy. Có một lần là ở Séc luôn, là đi vào một hàng bánh ngọt ấy, xong mình kiểu đúng kiểu nhấc lên xem cái nào ấy, thế là nó bắt mình mua hết hai cái mà mình đã chạm tay vào, mày đã chạm tay vào rồi. Đúng rồi, thì đấy là đấy, chị chạm vào đây là nó rú vào tay chị khác. Em rất là cẩn thận khi em đi đến cái thành phố đấy, em không phải em nói chuyện với cả người lạ hay là em không động chạm hay gì hết, thì mình cứ lờ mình đi thôi, đi xong rồi nó cũng kiểu gây sự. Nhưng mà cuối cùng là như thế còn hơn là chị động chạm hay là chị làm cái gì đấy để sau cùng chị mất tiền. Sau hồi mình đi Pháp thì cũng có một trường hợp là
nó lừa theo kiểu là có một con bé tự nhiên chạy ào ra mình hỏi mày ơi cái nhẫn này có phải mày rơi không, mình thì cảnh giác mình đẩy ngay nhưng mình không biết là nếu mà nhận ấy thì tiếp theo sẽ là gì mình cũng không rõ, nhưng mà mình cảm giác chắc chắn đấy là không không an toàn, không bình thường, không nhận của ai cái gì nó cứ đi theo nó hỏi có phải cái này của mày rơi không, kiểu một cái nhẫn trong kiểu cũng vàng vàng kiểu kiểu đấy, mình cũng cảnh giác thôi nhưng mà mình thấy bất an với những cái đấy. Thì mình bị một cái lừa nữa là lừa taxi á, ở Budapest luôn á, là họ nói là phải mặc cả rất là nhiều với taxi. Nhưng lúc ấy mình đấy đi tàu mệt rồi mới ra, mình chỉ muốn đi về cái Airbnb của mình lập tức. Thì cũng mặc cả lên xuống bớt, gọi như là bớt từ 35 đồng thành 30 đồng, nó kiểu như vậy thôi. Thì thực ra thì nó chỉ đáng giá 5 đồng cái chuyến đi đấy, vì làm như này này, đi qua vòng xoay phát đến luôn. Mà thì làm sao mà mình biết được, nhưng cái hồi đấy đúng là cũng ngu si là mình không có search những cái đường trước, đáng lẽ là bây giờ cái câu chuyện internet nó sẽ giúp mình rất là nhiều, khi mà mình search mình biết là giá là bao nhiêu, rồi mỗi nước nó đều có kiểu Uber, Grab, Lyft các thứ để mình đo, thì mình rất hay đo tiền. Em cũng được. Bằng cái việc là lên đấy điền thử các cái điểm đến từ A đến B xem nó bao nhiêu tiền, sau đấy mình rất là dễ đi deal với những người khác. Em cẩn thận như thế rồi vẫn bị lừa để đi Malai, mà taxi ở Malai là nổi tiếng cái chuyện là bắt nạt khách ấy. Thì hồi đó bọn em đi cũng đi mất 2 xe, xong rồi mình cũng xem là đấy hết bao nhiêu tiền, xong mình cũng mặc cả xong rồi đi lên xe. Lên đến nơi đó mà không mỗi một người là từng đồng tiền. Không mỗi một người là từng đồng tiền. Chứ không phải là cả tất xe cả. Xong mình cũng không ấy, nó gọi hội ngay. Kiểu một đống tăng lái xe từ đâu đến nên nó quay ấy. Mà lúc đấy kiểu bọn em, tại vì bọn em đi lễ hội nữa, còn nếu mà đi chơi thì có thể là câu chuyện khác, bọn em sẽ tranh đấu ấy. Nhưng mà lúc đấy kiểu mình phải vào bên trong lễ hội, nếu không thì nó hết giờ, với cả cái dân nhìn nó cũng ngấu ấy. Đây toàn hội lòng khòng lòng thôi, cũng chấp nhận là trả từng đấy tiền, nhưng mà cũng là đau thương. Nhưng mà đấy mình thấy là taxi ở Sài Gòn mình em thấy là vote là văn minh nhất châu Á, đúng thật không? À? Thật à? Thật. Hà Nội thì vẫn lừa khách Tây. Hà Nội xe dù rất nhiều. Hà Nội xe dù nhiều. Quanh phố cổ ấy. Hà Nội này, Bangkok này. Bangkok này. Indo này, không có chỗ nào mà mình có thể tự tin bước lên xe và nói là ta dùng Bit Better ở Sài Gòn. Cái trò ở Mỹ một cái nữa là thực ra họ rất là lịch thiệp và không định lừa ai, nhưng mà mình cũng rất là dễ mất tiền. Ví dụ như cái trò mà thì mình đi đến New Orleans và có một câu chuyện rất hay là gặp một cái bác ở trong cái nghĩa trang và nói chuyện thì bác ấy là cựu chiến binh Việt Nam, thì câu chuyện rất là hay. Nhưng đến cuối thì bác ấy sẽ nói là như thường lệ, tao sẽ hỏi mọi người là có muốn donate cho cái nghĩa trang này không thôi. Và sau khi đã nói chuyện rông dài biết hết cả cuộc đời người ta rồi, chẳng lẽ lại không đấy. Thì cái đấy nó cũng là một cái sự bị lừa trong một kép, nó cũng mất tiền một cách ngọt ngào, nhưng mà đi du lịch thì nó sẽ có những cái khoản mà vẫn là tiền ngủ. Thì ra về cái chủ đề ngày hôm nay thì mình biết là ba bọn mình cũng là những cái người đi cũng đã khá là đi nhiều, có kinh nghiệm đấy, và sẽ biết đâu ở phía khán giả các bạn gặp những cái cú lừa hay những cú lỡ hay những cú bị kiểu như lạc nó kinh khủng hơn. Hôm nay mình chỉ muốn hơi liệt kê lại để mọi người biết là đi du lịch thì lúc nào cũng có một cái tai nạn, sẽ có rất là nhiều cách tránh nó, và chỉ có một cái cách tránh cho mọi thứ đấy thôi là dù có chuyện gì xảy ra cũng phải cố gắng tận hưởng. Luôn đầu có phương là án cẩn thận trước, đúng không? Đúng rồi. Cẩn thận, xong đấy là tận hưởng, và thứ ba là em thấy một phương án đấy là mua bảo hiểm. Bảo hiểm du lịch. Đúng rồi. Và thực ra nó rất rẻ. Nhiều khi cả gia đình đi châu Âu tiền bảo hiểm 50 đô. Thế nhá, tai nạn ở đây. Chúc các bạn những chuyến đi không gặp tai nạn. Không có tai nạn. Không lỡ, không lạc, không bị lừa. Comment những thế thì mất vui nhỉ? 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 Bà vui của mình. Vui là sau khi trở về toàn thân thôi. Chúng ta chỉ dừng ở từ suýt bị thôi, chứ không bao giờ là bị hẳn. Suýt lỡ thôi chứ không lỡ. Đấy nhá. Nếu các bạn muốn chúng tôi trò chuyện về thêm những chủ đề gì có thể comment ở dưới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, nhớ subscribe cho Chị Đi Là Giỏi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.